Ok, và luôn anh em đã quay trở lại cả trên của mình. Và mình là Paul Game đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em lên một con hàng, đó chính là Son Heung-min của tuyển Hàn Quốc. Với một chiều cao là 1m83 và 30 tuổi, thuận chân phải, với style là prolific winger, có thể đá được tiền đạo này, SS này, hai tiền đạo cánh và vị trí tiền vệ cánh nữa. Với những thức tấn công 86, điều khiển bóng 79, dê bóng 86, xử lý không gian hẹp là 79, chuyền thấp là 70 và chuyền bổng là 73, dứt điểm là 86, cùng với cái sút phạt là 72, với độ xoáy là 81. Ở cái bộ chỉ số nó cứ khoai khoai thế nào nhỉ, nó không đẹp cho lắm anh em ạ. Xem nào, tốc độ tốt này, tốc độ là 93 và tăng tốc là 89, lực sút là 84, bật nhảy cùng với cả physical không cao nhưng có cái thăng bằng là 79 và thể lực là 86. Với skill là six shot fire, double toss, chop turn, cửa lòng ngoài vòng cấm này, sút xa này, dứt điểm tư thế khó này, sút một chạm này, chọc khe này, pressing ngay lập tức khi mất bóng này, và skill đội trưởng nữa. Đó là những cái bộ chỉ số của Son Heung-min. Đây, chúng ta cùng đến với cả trận thi đấu đầu tiên của Son Heung-min. Trận này thì phong độ cầu thủ siêu đấy nhỉ. Mình trận này mình sẽ trở thành sau ghét anh em ạ. Mình sẽ để Bui Osaka đá vị trí hậu vệ cánh phải. À mình xin lỗi, hậu vệ cánh trái. Triết lý cực kỳ ngu của sau ghét, mà trong game cũng giúp cho chúng ta có một con hàng hậu vệ trái cực kỳ uy tín. Nói về phiên bản Son Heung-min lần này thì chúng ta đầu tiên chúng ta thể thấy được là cái khả năng truyền của Son Heung-min rất tốt, khi được tăng 5 hay 6 chỉ số về truyền cơ. Nói chung là ổn về mặt truyền trọt, ổn tạm dùng được thôi anh em nhá, đối với cả một cái tiền đạo cánh thôi là như thế. Tiếp đến là những cái khả năng cầm bóng thì bản này khá là thua thiệt đối với cả bản standard. Thật ra mình khuyên anh em một câu luôn là bản standard vẫn ngon hơn anh em ạ. Bản này tại vì dạo gần đây Son Heung-min có phong độ rất là kém, cho nên là đây là Son Heung-min. Son Heung-min từ từ, pha xử lý bóng của Son Heung-min không được. Rồi này, phong độ của Son Heung-min kém, cho nên là bộ chỉ số nó cũng tọt đi là đúng rồi. Mình cảm giác phiên bản này nó đã ảo trong in game hơn là bộ chỉ số. Đây là Son Heung-min. Son Heung-min, đây là Son Heung-min. Sộc thẳng vào vòng cấm, một pha dứt điểm ở một góc như thế, ở một tư thế như thế thì thực sự là rất khó để trượt.
Để Sonny Win. Sonny Win. Khoảng trống. Ui. Không được. Mình cảm giác ở phiên bản Son Heung-min này nhá, sút hay này, sút tốt này, tốc độ tốt này, và đá thì rất ảo luôn, đá vị trí tiền đạo nhá. Mình xin lỗi là ngày hôm nay mình hơi bận việc một chút cho nên là mình không có thời gian để đá test nhiều vị trí cho anh. Không có đà rồi. Nói chung là Son thì không để tạt được đâu anh em ạ. Không giống Dembele hay giống Bui Osaka có thể tạt được. Son thì không. Tóm lại là Son biết ghi bàn là ngon hơn hai thằng kia rồi. Hai thằng kia là biết tạt, nhưng ghi bàn thì khả năng dứt điểm hơi 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 đuối. Nhưng mà Son thì biết ghi bàn nhưng lại không biết tạt. Nói chung là được cái này nó mất cái kia. Thế thôi chứ không, vừa biết tạt vừa biết chuyền vừa biết sút. Bá quá à. Đội bạn đang ép liên tục. Ôi. Bóng đó mà Smalling có thể phá được lên trên thì chúng ta đỡ nguy hiểm hơn khi chúng ta đang đối mặt với một tình huống phạt góc. Posco đường tạt vào trong, Mbappe hãm ngược lại, không được rồi. Các cầu thủ chúng ta vẫn chơi rất tỉnh táo. Ederson vẫn đang làm tốt công việc của mình. Ấy, chuyền cái gì đấy? Vừa nói tốt trong. Saka để Son Heung-min. Ui, 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 chơi với quá. Từ từ chúng ta phải tìm kiếm khoảng trống ở bên cánh còn lại đã. Chúng ta đang dồn cho Son quá nhiều. Đường chọc khe đây rồi. Một khi đổi cánh thì chúng ta đang có rất nhiều khoảng trống để Osman Dembele. Đường chuyền trong không được. Vẫn còn cái cánh này. Đây rồi, tạt bóng. Đường tạt. Ui trời. Tới Son Heung-min. Ui trời. Mình cũng luống cuống quá anh em ạ. Tình huống của mình cũng không tỉnh táo để có thể mà đưa ra một pha phối hợp tốt nhất. Khi tốc độ của Dembele đã đưa chúng ta những cái lợi thế thì mình không tận dụng được. Nào 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 nào. Đường chuyền tốt này, chúng ta đang đảo cánh tốt. Và đây là, ui, ở vẫn còn. Đâu rồi, Son Heung-min, đây rồi, Son Heung-min, đây rồi. Một phát lại, một phát thoát xuống của Son Heung-min. Kỹ thuật, khoảng trống, dứt điểm, không được. Trời đất đất. Nhưng mà sút vào người đội bạn thì còn có góc. Sút vào đội mình thì thằng nào đứng đi. Lạy thật chứ. Như trên trời thì xuống vậy. Phá bóng rơi ơi đất hỡi của một thằng nào đó. Ôi rồi, đường chuyền cái gì đấy? Đường chuyền ngang rất nguy hiểm. Đây Kylian Mbappe. Mbappe lần này đã không còn may mắn như lần trước. Lần trước thì Mbappe sút vào cột dọc, nhưng lần này Mbappe nói không, tao không thể sút trượt nữa. Fuller. Bellingham. Không được rồi. Casemiro. Bellingham.
Đâu rồi, đấy rồi, lại là khoảng trống dành cho Son Heung-min. Son Heung-min, Son Heung-min. Son ơi, thực sự là Son phiên bản này xâm nhập vòng cấm rất nhiều, phải gọi là luôn xuất hiện ở những pha tấn công và luôn là người kết thúc cuối cùng. Nhưng mà thực sự là chúng ta không may mắn trong trận đấu này, vì Son đá rất hay. Đây lại là Son Heung-min dứt điểm. Không được. Son đá hay thế nhở, nhưng mà thiếu may mắn thôi. Chúng ta chỉ thiếu may mắn thôi. Thực sự Son đang là một quái vật với bộ chỉ số không cao, nhưng mà Son vẫn đá rất hay. Ok, có lẽ trận đấu cũng kết thúc rồi. Tỷ số là 1-1. Chúng ta trận này thực sự là không may mắn. Quá không may mắn luôn khi Son sút liên tục và sút rất chuẩn xác. Và cũng rất khó, nhưng mà thủ môn luôn là người xuất sắc hơn và cột dọc nữa. Ok, có lẽ mình xin kết thúc clip đây thôi. Nếu anh em cũng có những ý kiến đóng góp thì đừng quên để dưới lại phần comment nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh cho mình. Còn bây giờ thì bye bye.